Em chào cả nhà nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Hồng Nhân Giỏ của em nha. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ làm đồ ăn sáng nha. Em không có làm thức uống. Và hôm nay em sẽ làm món pizza khoai tây nha cả nhà. Và trên đây là những nguyên liệu để em làm món pizza khoai tây ha. Làm pizza khoai tây thì có khoai tây ha, đây nè cả nhà. Em gọt vỏ, em lửa hết rồi ha. Và kế bên nữa là thịt xông khói ha, đây ạ. Rồi một cây xúc xích, phô mai chia cả nhà, màu vàng với màu trắng, em còn miếng màu vàng nên em bỏ, em trộn chung vô luôn nè. Rồi đây là tương cà cả nhà, tương cà cà chua ha, cái này thơm ngọt ngọt. Rồi muối và một cây hành lá ha. Trước tiên bây giờ em cắt khoai tây ha, mình cắt mỏng nha cả nhà. Cắt mỏng xong rồi giờ em cắt nhỏ lại như vậy nha, cắt sợi mình cắt mỏng vậy nè, hồi hồi mình chiên lên cho nó mau chín. Khoai tây rất dễ ăn hắn cả nhà ha, mình hầm thịt nè hay là mình chiên, mình cắt sợi bự bự là mình chiên ăn với gà rán, hoặc là mình cắt lớn xíu rồi mình chiên, mình chấm với tương cà hoặc là tương ớt thôi, chiên giòn á cũng rất là ngon ha. Khoai tây cũng ăn cũng tốt cho sức khỏe nữa. Em bỏ ra cái tô bên đây ha. Rồi bây giờ em xắt thịt ha. Cái này thịt xông khói á, người ta làm sẵn hết rồi ha, cái này là chín mình ăn được luôn đó, và mình chỉ ăn nóng, mình chế biến nóng lên nữa là xong, không có nêm gia gia vị gì hết, nên em không có nêm cái gì vô đây hết ha. Rồi em cắt xúc xích luôn. Xích cũng cắt nhỏ như này thôi. Rồi em cắt hành luôn. Nếu mà có hành barô ở nhà bỏ nó sẽ thơm mà nó ngon hơn hành lá. Chung vô đây luôn. Thì em bỏ vô miếng muối nha, muối trong khoai tây mình ướp trên đây luôn. Chỉ ướp một xíu muối thôi. Mình ướp muối vô đây mình quậy đều khoảng chừng một phút rồi mình làm được nha cả nhà. Còn thịt xông khói với lại xúc xích đó là có gia vị rồi ha, nên mình không cần phải ướp ha. Chỉ ướp vô cái này thôi. Tại vì còn tương cà đâu á. Và nó có vừa vừa đủ vừa ăn được rồi, không cần ướp thêm ha. Cái này để chừng một phút là nó thấm vô. Rồi bây giờ em đổ dầu vô đây ha. Đổ vô đây chắc 2 muỗng. 2 muỗng canh dầu á cả nhà. Tráng cho nó nóng ha, tráng cho đều nó nóng rồi. Dầu nóng rồi ha, em sẽ đổ khoai tây vô. Rồi
mình đổ khoai tây vô là mình bắt lửa nhỏ nha cả nhà, bắt lửa riu riu thôi cho nó chín khoai tây á. Mình băm cho nó hết cái chảo này luôn. Cả nhà gia đình đông thì mình lấy chảo lớn mình làm số lượng nhiều ha. Rồi giờ em lấy cái nắp em đậy lại ha. Em thăm thứ cái vàng mặt dưới cả nhà, giờ mình phải trở qua nha. Một, hai ba. Ừ, hay quá, giỏi quá. Tha tương cà lên bề mặt như thế nào. Giờ nó có cái mùi thơm ở cả nhà. Nãy khoai tây không thì nó chưa có cái nó chưa đủ cái độ thơm. Giờ mình cho tương cà lên đó, rồi nó có độ thơm đó. Nãy em quên nói, mình sắc khoai tây sợi rồi mình ướp xíu muối khoảng 1 phút đó, rồi mình đem đi chiên vậy cả nhà. Nhưng mà trước khi mình ướp đó, hồi nó ra nước, mình chắc cái nước đó ra mình bỏ nha. Khoai tây phải nó khô rồi mình nó chiên, tại mình ướp muối thì nó sẽ ra. Thế đó, em sẽ bỏ thịt xông khói lên ha. Rồi bỏ tiếp tục luôn xúc xích ha. Mình rải đều nó ra như vậy. Sau đó mình bỏ luôn hành, bỏ luôn hành lá trên ha. Và tiếp cuối cùng là mình bỏ vô phô mai. Cái này phô mai trắng với vàng luôn. Em còn mấy vàng hay mấy ra hết luôn. Rồi sau đó lấy nắp mình hầm lại xíu ha. Rồi em sẽ dở nắp ra nghe cả nhà. Rồi. Ngon rồi cả nhà ơi, chín rồi. Rồi bây giờ em tắt bếp nha. Ngon quá. Rồi em sẽ đổ ra nha cả nhà. Đây. Tên tên tên. Xong rồi cả nhà ơi. Đây là bánh pizza khoai tây. Nguyên liệu cũng đơn giản ha cả nhà, không có giống như bánh pizza ở trong mấy cái chỗ bán gà rán rồi ha. Người ta làm nhiều nguyên liệu cũng như rau rác nhiều ha. Còn em thì chỉ đơn giản như vậy thôi cũng thành một cái bánh pizza rồi. Rồi bây giờ để em cắt ra thử nha. Thơm quá cả nhà ơi. Cái này là ăn vừa luôn cả nhà ơi, mình hỏi chấm cái gì. Mà muốn chấm tương ớt hay là thêm tương cà gì cũng được ha. Còn nóng quá, em thử chắc không mỏ quá. Em thử miếng thịt xông khói ha. Ngon quá. Vừa ăn luôn á mọi người ơi. Thịt xông khói người ta làm ướp gia vị rồi đó, vừa ăn. Dưới đây có khoai tây luôn nè, để em ăn thử khoai tây với lại phô mai cơ ha. Ngon quá. Cái này ăn sáng, trưa, chiều, tối đều được ha. Cả nhà mình thử làm thử cái món giống như em đi ha. Là chỉ cần khoai tây với xông khói và xúc xích thôi ha. Là cho ra một dĩa pizza khoai tây. Chỉ thôi, video của em tới đây là kết thúc nha cả nhà ơi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em ha. Nếu thấy thích thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Hồng Nhan Giỏ em nha. Và bây giờ em nói lời tạm biệt, hẹn cả nhà ở video sau nha. Bye bye.